Xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ gửi tới quý vị, chắc hẳn quý vị sẽ rất là thích một cái dự án hoàn toàn đường to như thế này. Ô tô đỗ trước cửa ngày đêm thoải mái, có thể kinh doanh. Đường ngõ trước nhà như quý vị nhìn thực tế trên video như thế nào thì đến nó là y như vậy. Dự án này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Trời ơi mọi người ơi, đây đường ngõ trước nhà siêu rộng luôn. Trước nhà có hẳn một cái sân để xe ngày đêm thoải mái. Trong 3 căn này thì đã bán một căn, Ngọc Ánh sẽ quay một trong 2 căn còn lại gửi tới quý khách hàng. Với thông số nhà như sau, hướng nhà là hướng Tây Nam và thiết kế là 5 tầng. Cụ thể căn nhà Ngọc Ánh đang quay ở đây thì căn nhà này có một cái mặt tiền là 5m22 và mặt hậu là 5m39. Nhà nở hậu vô cùng đẹp luôn quý vị nha. Mời mọi người theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Với cái căn nhà thực tế ở trên video đây, đường to, ngõ rộng, kinh doanh được, sân trước nhà để xe cộ thoải mái. Đây nó gọi là cái phần lưu không trước đất mọi người nha. Mọi người toàn quyền sử dụng hợp lý để xe cộ ngày đêm, có thể kinh doanh được. Với cái căn nhà này thì ở đây mặt tiền nó rất là rộng nha mọi người. Mặt tiền 5m22 hướng nhà Tây Nam. Cụ thể từ vị trí căn nhà này nó gần như là rất gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, được hưởng toàn bộ những cái tiện ích của khu đô thị Đô Nghĩa mang lại. Cũng như tới vị trí căn nhà này đi lên tới ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 1 km thôi. Cách với lại bến xe Yên Nghĩa cũng 1 km, nói chung giao thông đi lại rất là thuận tiện. Đường to ngõ rộng, kinh doanh được và mời mọi người theo em cụ thể vào vị trí ngôi nhà. Với thiết kế tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà là cửa cuốn như cái căn ở bên cạnh, quý vị có thể nhìn thực tế. Và với cái căn nhà này đã được hoàn thiện chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với cái diện tích thực tế trên sổ đỏ thì 30m² thôi. Và tuy nhiên thì chủ đầu tư sẽ cố gắng đáp ứng cái công năng sử dụng cho quý vị. Với cái tầng 1 của ngôi nhà thì đây chính là cái phần phòng bếp mọi người nha. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phòng bếp màu trắng, thiết kế rất là nổi bật, rất là đẹp với cái không gian nhà. Tạo nên là 30m nhưng mà nó không hề nhỏ. Cái công năng sử dụng thì nó vô cùng đủ đầy đủ. Với xung quanh mặt bếp thì được ốp kính ốp bếp và mặt bếp thì ốp đá đen granite. Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm thì chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ với cái chất liệu inox 304 này. Kệ bát, giá bát cũng như là chậu rửa, vòi rửa. Căn nhà này hồ sơ điện, hồ sơ nước cũng đã được lắp đặt xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Sổ đỏ riêng biệt, hồ sơ điện riêng, nước riêng. Nói chung với thực tế hiện trạng của ngôi nhà thì quý vị chỉ việc xách vali về và ở ngay. Giá chào bán của chủ đủ đầu tư đưa tới tay khách hàng đó là 3 tỷ 450 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu nha. Đó, ở đây phần ngăn cách giữa cầu thang đi lên là có một cái vách CNC để trang trí, như quý vị nhìn thực tế vách gỗ nó để trang trí ngôi nhà rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang là thiết kế là đá đen trắng. Và ngoài ra phần tầng 1 của ngôi nhà ở đây thì chủ đầu tư có thiết kế thêm một cái phòng vệ sinh nho nhỏ, đó, đầy đủ với lavabo, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị nha. Nói chung với cái căn nhà này thực tế luôn 30m, nhưng mà nó được cái ưu điểm lớn nhất như Ngọc Ánh vừa chia sẻ, đó chính là đường to, rộng, thoáng, ô tô đỗ cửa, ngày đêm thoải mái, có thể kinh doanh nhỏ mọi người nha. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời mọi người lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà cùng với em nha. Với tầng 2 của ngôi nhà thì chủ đầu tư thiết kế như sau. Vừa bước chân lên trên phía cầu thang thì có một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài và căn phòng ngủ ở phía bên trong quý vị ơi. Đây ạ, đây chính là cái căn phòng ngủ. Căn này thì nó là lô góc mọi người nha, cho nên nó có cửa sổ thoáng hai bên. Đây, cửa đây, cửa sổ ở bên này. Và đây là phía cửa đằng trước, rất là rộng, thoáng, ánh sáng ngập tràn vào trong ngôi nhà này. Hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người nha. Trong cái căn phòng ngủ này thì chủ đầu tư thiết kế rất là vuông vắn, thiết kế sàn gỗ công nghiệp. Quý vị có thể dễ dàng kê đồ nội thất ở bên trong. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim, rất là nặng tay mọi người ạ. Đó, và mời mọi người theo em vào phía phòng vệ sinh của ngôi nhà ở phía tầng 2. Với cái phòng vệ sinh đây, thực tế hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này,
Và với cái căn phòng vệ sinh này thì chủ đầu tư ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho mình rồi. Đây, lavabo này. Cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên trên phía 3, 4, 5 của ngôi nhà xem ngôi nhà này thiết kế có thực sự hợp lý hay không nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà, tầng 3, 2, 3, 4 thì được thiết kế tương tự nhau mọi người ơi. Rất là rộng, thoáng. Từ vị trí của ngôi nhà này thì dân cư thật sự rất là đông đúc, đi lại giao thông thì vô cùng thuận tiện. Cách với lại chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Phạm vi bán kính nó chỉ khoảng tầm 700m quay đầu thôi. Giao thông đi lại thuận tiện, vô cùng hợp lý mọi người ạ. Giá chào bán rất là hợp lý với cái căn nhà đường to, ngõ rộng được như thế. Tất cả các phòng đây, như hiện tại phòng này đang là không bật điện nha quý vị, mà ánh sáng ngập tràn vào trong cái không gian phòng. Tất cả các phòng thì đều được chủ đầu tư thiết kế luôn cái ống chờ, dây chờ và át chờ điều hòa cho mình rồi. Quan trọng nhất đó là cái vị trí của bất động sản nó quyết định lên cái giá bán mọi người ơi. Đó. Đây là phía tầng 3. Ngoài ra tầng 3 cũng có nhà vệ sinh như tầng 2. Đây mọi người này, rất là rộng nha. Em đứng ở trong phòng vệ sinh để mọi người có thể cảm nhận được. Đó, nó rất là rộng này. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, 4 cầu liền khối, đáp ứng đầy đủ công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Và mời mọi người theo em lên phía tầng 4 của ngôi nhà nha. Tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế nó cũng như tầng 2, tầng 3. Như vậy, bước chân lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà có 3 phòng ngủ riêng biệt, rất là thoáng quý vị nha. Với cái căn nhà này thì thực tế để mà nói, chắc chắn là quý khách sẽ hỏi phòng khách ở đâu. Thì ngoài cái tầng 1 nó nhỏ nhắn xinh xắn thì để phòng bếp rồi, thì quý vị có thể giúp em ở tầng 2, quý vị làm phòng khách và quý vị có thể ở trên tầng 3, tầng 4 nha. Đấy cũng là một cái tính toán rất là hợp lý đúng không ạ? Phòng ốc rộng, xe cộ đi lại thoải mái. Từ cái vị trí nhà này mà đi lên tới trung tâm quận Hà Đông rất là gần mọi người ơi, nó chỉ khoảng tầm 4-5 cây thôi, 4-5 km thôi. Đi lên xung quanh thì đầy đủ này, ủy ban nhân dân phường này, trạm y tế này, gần với lại siêu thị này. Từ cái căn nhà này mà đi lên tới trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông thì nó khoảng tầm 3 cây thôi, rất là gần. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Với tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như sau. Bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà, ở đây có một cái ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và cũng như Ngọc Ánh chia sẻ thì cái tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà nhìn thực tế ở đây, chất liệu toàn bộ là gỗ mọi người nha. Và tầng 5 thiết kế như sau, đây chính là cái khu vực để máy giặt. Đây ạ, sàn thoát nước này, để máy giặt này, ổ cắm này. Đây. Và tiếp theo đây chính là cái phần phòng thờ của ngôi nhà. Đây mọi người ơi, đây chính là cái phần phòng thờ của ngôi nhà, nhỏ nhắn xinh xắn nhưng mà cũng rất là hợp lý. Và phần cuối cùng đó chính là sân phơi. Thì đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà. Đây quý vị nhìn thực tế ở đây, rất là thoáng luôn đi ạ. Đó, Ngọc Ánh xin nhấn mạnh lại với quý vị nha, căn nhà này quý vị có thể đỗ xe ô tô ngày đêm trước cửa thoải mái. Diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, giá chào bán 3.450.000.000, hướng nhà hướng Tây Nam. Cái giá chào bán đấy bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của Ngọc Ánh thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.